nhau đắm đắm trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua bạn khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay. Là cảm xúc khó nói chi biết bao nhiêu. Như là áo sáng, bay bay. Quý ơi, đi nhà văn. Sẽ rất buồn và sẽ hận buồn. Sao hôm nay ta cách xa rồi. Đến bao giờ được thêm một lần. Chờ nhau thông dòng trên chiếc xe đạp. Nhìn cùng nhau đắm băng trước giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn vẹn quanh khắp thiên liêng. Từ từ mày. Chúc mừng.